Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và trong cái thời gian mà lúc dịch bệnh á, lúc mà Cần Thơ còn giãn cách theo chỉ thị 16 á, thì có một bạn nhân viên của Yamaha gợi ý mình làm cái video này. Mình thấy cũng khá là hay, cho nên là hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là Vario và Figo. Và hôm nay trong lúc mọi người xem kiểu dáng thì mình cũng chia sẻ một đôi điều là tại sao mình lại lôi cái con Figo 125 ra so với Vario 150. Đáng lẽ là phải so với Vario 125 cùng phân khối với nhau sẽ hợp lý hơn đúng không? Nhưng mà thật sự á, mình lôi cái con 150 ra để so là nó có lý do. Bởi vì đối với một chiếc xe giá rẻ xấu nhưng mà đổi lại lại có một cả một bầu trời công nghệ như Figo thì phải lôi cái con 150 của Vario ra mới đủ đẳng cấp để so sánh. Mình sẽ phân tích từ từ tại sao nó như vậy nha. Lúc đầu nhận được sự gợi ý mình cũng thấy hơi ngáo đá nhẹ một tí, là tại sao một cái con xe mà 30 mấy triệu mà bây giờ lại so sánh với một con xe 50 mấy triệu, một khoảng giá của nó cực kỳ chênh lệch như vậy. Mình không biết là cái vùng miền của những người xem video này thì cái số lượng Vario có phổ biến hay không, nhưng mà cái tỉnh thành mình đang sinh sống là chiếc xe này rất là phổ biến nha. Thì hôm nay mình sẽ so sánh một trong những chiếc xe tay ga bán chạy nhất ở dưới miền Tây này và một trong những chiếc xe bán ê nhất miền Tây. Rồi, về chiếc xe Vario này thì mình không biết cảm nhận của các bạn cũng như là các khách hàng khi mua xe sẽ như thế nào, nhưng đối với bản thân của Quang, một người chuyên quay xe Yamaha thôi, chỉ BA cho Yamaha thôi, cũng phải thừa nhận gần một điều là chiếc Vario của hãng Honda này quá đẹp. Đây là một chiếc xe nhập khẩu của hãng Honda, không có được bán chính hãng nha, nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp. Kiểu dáng của nó rất là thể thao, rất nam tính và rất là, gọi là sao ta, chiếc xe nó hơi quốc dân một tí xíu. Bởi vì nam có thể yêu thích mẫu này, mà mình thấy các chị nữ cũng yêu thích mẫu này rất là nhiều. Bên cạnh những chiếc xe mà nó thiên về cái độ nữ tính nhiều hơn, ví dụ như Vision, còn lại Grande, Latte, SH Click, đồ đó các thứ, thì cái chiếc Vario này cũng là một sự lựa chọn cho các bạn nữ, không chỉ riêng dành cho nam không nữa. Về chiếc xe này, nói chung kiểu dáng mình không bàn tới, đây là một cái ưu điểm cực kỳ mạnh của dòng xe này Honda. Và thêm một cái điều nữa là mình đã xem review, những video review xe này thì ít có ai chê cái kiểu dáng của xe này lắm. Hầu hết tất cả các dòng xe tay ga được ra mắt đều bị chê ở một cái điểm nào đó, có thể là cái đầu, cái đuôi, cái mình, cái dè trước, dè sau các thứ. Riêng cái chiếc xe này mình thấy rất là ít chê, đã khen là nhiều. Nhưng mà sẽ có một cái điểm để đánh đổi cho cái phần kiểu dáng đẹp như thế này. Xe này cũng được trang bị cái đèn LED trắng rất là đẹp nha. Có hai cái dãy đèn định vị ở trên cũng rất là đẹp luôn. Ở phân khúc 150 này thì chúng ta sẽ nhận được một cái hệ thống phun xăng điện tử, một cái động cơ ở thô hát xe làm mát bằng dung dịch, và cái độ cao yên xe là 769, là nó cũng khá là thấp á. Vario thì nó có hai phiên bản là 150 và 125, thì nó khác nhau. Thứ nhất là về công suất tối đa nó cũng khác nè, về moment sáng cực đại nó cũng khác nè, về cái lớp xe nó cũng khác nữa. Ở 125 là 80-90-14, bánh sau là 90-90-14, còn ở 150 là 90-80-14, rồi bánh sau là 180-14, nó khác nhau. Về cái cân nặng thì nó xê xích chỉ có 1kg thôi, 111 và 112 ở dòng 150. Cái tem xe của 125 sẽ là tem chìm, còn ở 150 sẽ là tem nổi. Và tất nhiên ở 150 sẽ là khóa thông minh, 125 sẽ là khóa thường. Và một cái điểm rất là dễ nhận dạng nữa là 125 là mâm chữ Y nha, còn 150 là mâm 5 chấu kép. Cái bảng màu của nó thì mình khỏi công bố, bạn nào quan tâm thì tự tìm hiểu nha. Tuy nhiên, kiểu dáng rất đẹp, có lợi thế về dòng 150 được ưa chuộng rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có, bên cạnh đó sẽ có những cái khuyết điểm mà khách hàng thường gọi nó là ngáo giá đó mọi người. Phanh trước là phanh thắng đẻ và không có ABS. Xe này chỉ có phanh CBS thôi, và đối với nhiều người thì họ không quan tâm cho lắm. Khách hàng họ trông đợi ở dòng tay ga phân khúc 150 là phải có ABS. Xe này thì nó lại không đáp ứng được điều đó. Về các cụm công tắc thì xe này vẫn được trang bị rất là cơ bản, và sẽ có thêm một cái tính năng đó là Stop and Start System, nói theo kiểu Yamaha đó, tự động ngắt ạ. Còn ở bên Honda thì nó sẽ ghi cái chữ đó. Mặt đồng hồ của xe thì sẽ được trang bị là mặt đồng hồ điện tử. Như mình nói lúc nãy ha, chiếc này là 150 nên sẽ có khóa Smart Key. Chúng ta sẽ có một cái hộc chứa đồ nhỏ trong này, các bạn có thể đựng đồ tiện dụng hai bên này ha. Đó là một cái tiện ích của xe này nữa đó. Và Honda có một cái ưu điểm nữa là mỗi dòng xe Smart Key đều có hai cái remote. Xe Yamaha thì chỉ duy nhất có một cái à.
Đó là cái khuyết điểm của Yamaha và đó là cái lợi thế của Honda. Và cái khuyết điểm chung giữa Vario và Figo là cái sàn để chân cả hai xe đều hẹp như nhau. Bạn nam nào mà cao một tí là ngồi chiếc xe này đụng dò vô cái bẩn ở phía trước là cái chắc luôn. Nói chung đây là cái khuyết điểm nhẹ mà chúng ta có thể châm trước được. Nhưng cái khuyết điểm của xe này so với Figo mà mình thấy một khoảng chênh lệch mạnh, đó là cái cốp xe này nó hơi nhỏ, 18 lít. Và cái việc mà dẫn đến cái cốp xe nhỏ đó là cái bình xăng nằm trong cốp. Đó là cái khuyết điểm của xe này so với xe Figo đó nha. Mọi người lưu ý một tí xíu để lát mình chiếu chiếc kia thì các bạn sẽ dễ hơn nhớ là được. Rồi thêm một cái khuyết điểm của dòng xe nhập khẩu nữa là chúng ta sẽ không có chế độ bảo hành. May ra thì những đại lý đâu đó cửa hàng tổng hợp sẽ có chế độ bảo hành của cửa hàng, chứ không có chế độ bảo hành chính hãng toàn quốc như là xe của Yamaha hoặc là xe của Honda chính hãng nha. Về cái phần động cơ máy móc thì mình không dám khẳng định là máy móc xe này nó tốt như thế nào hoặc là nó xấu như thế nào, bởi vì ý kiến của mình vẫn là chỉ là một cái ý kiến chủ quan của bản thân mình thôi. Còn nếu như bạn hỏi mình cảm nhận máy móc chiếc xe này như thế nào thì mình đã chạy chiếc xe này rồi và máy móc rất là im, rất là bốc, nói chung là rất là tốt, ok lắm, máy im lắm. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm bên cạnh đó, đó là tiếng kêu của nó hơi lớn, nó hơi gõng máy một tí xíu. Nếu bạn nói là 150 do động cơ nó mạnh, nó gào thì cũng không đúng. Tại sao có con NVX 155 mà cái máy của nó quá im như vậy? Về phần thiết kế của xe thì như mình nói, các bạn nhìn cái đuôi này rất là gọn luôn, mình rất là thích. Nói chung là phù hợp với thể trạng của người Việt Nam mình lắm. Kiểu dáng cái Vario là mình ưng ngay từ lần đầu tiên nhìn nó. Chiếc này với chiếc lít Thái là rất là mê luôn. Còn chúng ta sẽ trở lại với nhân vật thứ hai của ngày hôm nay, đó là Yamaha Figo. Và cái điểm đầu tiên khi đập vào mắt các bạn ấn tượng với chiếc xe này là gì? Xấu. Chính xác, xấu. Chính vì lý do nó xấu cho nên nó mới ế. Nhưng ai nói gì nói chứ nhìn riết rồi tôi cũng thấy cái dáng vẻ của nó rất là thanh tao, rất là đẹp chứ bộ. Nó hơi bầu bỉnh một tí xíu thôi, mà nó cũng rất là dễ sử dụng. Đối với những bạn mà không có yêu cầu quá cao về cái phần ngoại hình thì nói chung xe này cũng ok. Và ngoài ra thì trong thời điểm mà khuyến mãi 7 triệu ở dưới miền Tây mình bán cũng khá là được nha. Lúc mà khuyến mãi 7 triệu bán cái bản S á, chứ bản thường bán cũng không có chạy bằng bản S. Bản S bán là bị thiếu màu á, bị thiếu màu thì bán luôn. Còn ở các tỉnh các bạn ở ngoài miền Trung hay miền Bắc gì đó thì hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh gì đó thì mình không biết là có chạy hay không. Nhưng mà riêng ở Cần Thơ thì từ lúc khuyến mãi 7 triệu thì nó khá là ok, nó khá là hút hàng á. Nói chung tổng thể là kiểu dáng con này không được ưa chuộng, không được lọt vào mắt xanh khách hàng ngay từ lần nhìn đầu tiên. Giống như ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình nhìn chiếc Vario là mình thích nó ngay lần đầu tiên mình nhìn, lúc mình nói thiệt á. Tại vì trước khi mà mình thấy chiếc Vario là nhà mình đã sở hữu chiếc lít Thái rồi. Và mình đã thích cái kiểu dáng của chiếc lít là từ lâu rồi. Rồi để mình giải thích cho các bạn biết là tại sao chiếc xe này kiểu dáng nó không được ưa nhìn mà nó lại bán được trong cái thời gian mà khuyến mãi gần như là mà xuống sát của Yamaha luôn á. Thì xe này vẫn được trang bị cái công nghệ đèn LED trắng nha mọi người. Còn mấy cái bóng đèn sương mù hoặc là đèn xi nhan thì vẫn là bóng halogen. Để mình mở cho các bạn xem. Đây, hai cái bóng. Cái bóng này nó hơi lộ lộ tí xíu. Nếu mà mình mua con xe này có lẽ mình về mình sẽ độ là hai cái bóng này tí xíu cho nó đẹp hơn. Nhìn hai cái bóng màu vàng này nó không ưng mắt cho lắm. Còn đèn xi nhan thì đẹp rồi, đèn xi nhan thì ok, không sao. Chiếc xe này sau khi khuyến mãi 7 triệu thì giá cả của nó đâu đó chỉ còn khoảng 32 triệu ở các đại lý thôi mọi người. 31 triệu mấy, 32 triệu. Và tại sao trong tầm giá này lại bán được? Cái điểm ăn tiền đầu tiên là nó có phanh ABS. Ghê chưa? Chỉ có tầm giá chiếc xe này nếu mà giờ tính ra phân khúc là chỉ hơn 30 triệu một tí xíu thôi mà chúng ta đã được trang bị ABS rồi. Có bản thường là 20 mấy triệu thì nó không có nè. Đây bản thường thì nó không có ABS. Cả hai phiên bản đều là 125 hết nha. Nó không chia ra 125 với 150 giống như xe Vario. Và ngoài ABS thì nó vẫn sử dụng khóa thông minh. Bản Figo S thì sử dụng khóa thông minh. Và nó có một cái khuyết điểm như lúc nãy mình nói là nó chỉ có một cái remote thôi. Rồi ưu điểm hơn Vario nữa là có sạc điện thoại. Ai nói tôi dìm chiếc kia thì nói đi chứ bây giờ tôi nói theo con số liệu thực tế thôi. Thông số kỹ thuật thực tế là nó có sạc điện thoại. Xe kia nó không có. Nói chung thì cái tính năng này thật cao, theo mình cảm nhận nó cũng không quan trọng mấy đâu. Nhưng mà có còn hơn không. Bạn nào chạy xe ôm công nghệ hoặc là nhu cầu công việc nó có yêu cầu sạc điện thoại thì có lẽ nó sẽ phù hợp với những bạn đó. Thì có còn hơn không ha. Rồi vẫn có stop and start system, tức tạm dừng tắt máy nè. Dừng xe thì nó dừng đèn đỏ, nó tự động tắt. Các bạn chỉ cần dặn ga thôi là nó chạy, không cần đề máy lên như lúc ban đầu. Nói chung con này 32 triệu đi, nhưng mà nó đang
đang theo từng tính năng một trên cái con 50 mấy triệu kia đó. Rồi xe này vẫn được trang bị mặt đồng hồ điện tử nha. À, có một cái khuyết điểm nhẹ. Ê, cái này tôi làm clip lộ ra hết luôn rồi đó mọi người. Mình làm cái clip này ai mà coi tới giây phút này là lộ ra gần hết luôn. Cái chiếc xe này khuyết điểm ưu điểm gì mình nói cho các bạn biết hết luôn. Cái khuyết điểm mặt đồng hồ xe này là không có giờ đồng hồ. Không có giờ đồng hồ, ok. Tự đem điện thoại theo xem nha. Mình nói gì đây là cho mấy bạn biết là mình không có dìm bất kỳ con xe nào hết. Con nào cũng có khuyết điểm ưu điểm hết. Nên mình có gì mình nói cho mấy bạn hết. Cho mấy bạn trước khi mua xe mấy bạn biết đường mấy bạn tính. Xe này cũng phun xăng điện tử, tức là nó vẫn tiết kiệm xăng bình thường. Rồi cái tính năng ok hơn của dòng 30 mấy triệu hơn con 50 mấy triệu nằm ở đâu nữa? Nằm ở bình xăng. Chiếc này bình xăng nằm ở phía trước. Xuống đổ xăng không cần phải xuống xe. Chở ba thì cũng không cần phải xuống từng người để mở cái cốp yên lên. Cứ ngồi chiếm trệ trên chiếc xe đi vô đổ xăng, bật cái nắp lên rồi đổ xăng đi. Ê mà kể cũng lạ, mùi dịch ở nhà không mà giá xăng cũng lên đó. Và chính vì cái bình xăng nằm ở phía trước cho nên chúng ta sẽ được một cái cốp xe rất là rộng. Cái bình xe này nằm ở trong cốp nha mọi người. À quên, cái bình xe Vario cũng là khuyết điểm của xe đó luôn. Cái bình xe của Vario nằm dưới sàn đĩa chân. Tất nhiên là nước nó sẽ không dễ vào rồi, nhưng mà ngập quá cái đó thì nước nó vẫn nghỉ vào thôi. À, chúng ta thêm một cái ưu điểm của xe này nữa là chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Chế độ bảo hành bạn đi bất kỳ đại lý Yamaha nào cũng được bảo hành bảo dưỡng bảo trì bình thường. Xe này thì nó nhẹ hơn chiếc Vario khoảng 10kg ha, 102kg. Về cái phần động cơ xe thì theo cảm nhận cá nhân của mình, tiếp tục đây là quan điểm cá nhân của riêng bản thân mình, mình chạy xe này mình thấy nó im. À, có lẽ là bởi vì nó sử dụng cái công nghệ BlueCore là công nghệ độc quyền của Yamaha nên nó im, và cái máy móc bây giờ thì cũng không phải như là cái máy móc của mấy chiếc Novo ngày xưa nữa. Máy móc xe tay ga dầm Yamaha nó cũng tân tiến lắm, máy im á. Các bạn nào muốn trải nghiệm thì cứ tới cửa hàng thì có xe chạy thử cho mấy bạn á, mấy bạn chạy thử cũng được. Rồi đó, thì nãy giờ mình cũng so sánh một cách gọi là cơ bản về chiếc xe Vario 150 và chiếc Vario 125. Giờ mấy bạn biết tại sao tôi phải đem chiếc 150 bên Vario mới đủ đẳng cấp thì so với 125 chưa? Mặc dù giá Vario hiện tại là ở miền Nam sẽ cho ra tới miền Bắc là nó tầm sẽ tầm khoảng 49 cho đến 57 triệu. Có những đại lý bán 40 mấy triệu, có những đại lý bán 50-51. Ở dưới Cà Mau, dưới Cần Thơ, Sóc Trăng số là 55 cũng có, 56-57 cũng có. Thậm chí có những đại lý bán 58 triệu luôn. Còn chiếc xe Vario hiện tại là nếu trừ khuyến mãi 7 triệu thì chỉ còn có 31 triệu mấy, 32 triệu thôi. Còn nếu như mà mua đúng giá của nó chưa khuyến mãi thì nó cũng tầm khoảng 38-39 triệu. Nói chung là khoảng chênh lệch giá rất là cao, tầm khoảng mười mấy triệu lận. Mà nên nếu mà bạn nào mà vô tình có ý định mua hai dòng xe này thì có thể tham khảo cái video này để đưa ra một cái quyết định mà đúng với cái sự yêu thích của cái bản thân mình nhất ha. Là bạn thiên về kiểu dáng hay là bạn thiên về tính năng. Nói chung không có mẫu xe nào mà kiểu dáng vừa đẹp mà tính năng nó lại vừa cả đầy đủ công nghệ được hết. Rồi đến đây thì video mình cũng sẽ kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã xem.